nào có nói truyền cảm hứng đến cô từ cô giáo Nguyễn Thảo, cao đẳng Gia Lai, mà trước đây là cao đẳng nghề Gia Lai. Lưng thẳng và một tràng pháo tay chào đón cao đẳng nghề Gia Lai. Cao đẳng Gia Lai. Xin chào các bạn học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh ạ. Hôm nay cô được tham gia cái chương trình tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Gia Lai, cũng là buổi đầu tiên, cũng là cái ngày cuối cùng mà cô tham gia. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì cô chỉ có một câu nói muốn gửi gắm tới tất cả các bạn, dù là các bạn đang học lớp 12, lớp 14 hay là lớp 10, đó chính là trong cuộc đời của mình thì không có con đường nào là trải sẵn hoa hồng cả, mà dù có hoa hồng đi chăng nữa thì hoa hồng vẫn có ga. Vì vậy nếu bạn muốn thành công, bạn phải nỗ lực hết mình, phải thật sự cố gắng và đam mê thì chúng ta sẽ thành công, và cô chúc tất cả chúng ta sẽ thành công. Xin cảm ơn các bạn. Lưng thẳng, nghe và nghe cho cả ba mẹ về những chế độ chính sách để cho ba mẹ đỡ cực. Một tràng pháo tay cho cả thẳng Gia Lai. Xin cảm ơn anh Bình và xin cảm ơn các bạn một lần nữa đã dành những tràng pháo tay thật lớn cho các thầy cô trên ban tư vấn. Thì đối với câu hỏi mà ban tư vấn muốn nhờ cao đẳng Gia Lai giải quyết cho các bạn, đó chính là về vấn đề chính sách và học phí. Thì cao đẳng Gia Lai là trường cao đẳng công lập duy nhất đào tạo đa ngành nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các bạn nhớ nhất là cao đẳng công lập duy nhất đào tạo đa ngành nghề từ trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Như vậy là đối với rất là nhiều nhóm ngành, từ kỹ thuật này, văn hóa nghệ thuật này, du lịch, nghiệp vụ này, nông lâm, và với về chăm sóc sức khỏe, thì các bạn đều có thể tìm đến cao đẳng Gia Lai để tham khảo một số ngành nghề như cô vừa giới thiệu. Quay trở lại vấn đề về học phí, thì vì là trường công lập nên là trường sẽ thu theo học phí của quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành vào tháng 7 hàng năm. Học phí rất là thấp, chỉ từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi một năm học, bao gồm 11 tháng. Như vậy chỉ cần là các bạn thích học, các bạn muốn học, thì đối với mức học phí vô cùng thấp như vậy, các bạn hoàn toàn có thể theo đuổi được giấc mơ nghề nghiệp của mình. Vấn đề thứ hai đó chính là những chế độ dành cho các bạn. Thì đối với trường cao đẳng Gia Lai, các bạn sẽ được vay vốn chính sách của ngân hàng chính sách. Các bạn sẽ được giảm học phí đối với những ngành ví dụ như là bảo vệ thực vật, công nghệ hàn, hoặc là ngành múa, thì các bạn sẽ được giảm 70% học phí bất kể bạn là ai và bạn đang ở đâu. Đối với những bạn tốt nghiệp trung học cơ sở thì các bạn theo học tại trường cao đẳng Gia Lai trình độ trung cấp sẽ được miễn học phí 100%. Điều thứ ba các bạn cần lưu ý đó là những bạn mà người dân tộc thiểu số, có hộ nghèo, cận nghèo, các em đi học sẽ được miễn học phí 100%. Bên cạnh cái việc miễn học phí thì các bạn sẽ được hỗ trợ của nhà nước hàng tháng là 100% mức lương cơ sở, hiện tại là 1.490.000, và đến tháng 7 lương cơ sở tăng thì cái tiền hỗ trợ các bạn sẽ nhận được sẽ tăng, và các bạn sẽ được nhận cho tới khi nào các bạn mà hết hộ nghèo, cận nghèo thôi. Như vậy ở đây nếu như không có bạn nào có người dân tộc thiểu số hoặc là không có hộ nghèo, cận nghèo thì mình có thể giữ những cái tờ rơi, những cái tờ thông tin tuyển sinh mà các trường gửi cho các bạn để gửi cho người thân và bạn bè các bạn cần. Và cuối cùng là cái chương trình học tập thì kéo dài từ 1.5 năm đến 3 năm, tùy trình độ và tùy ngành nghề. Ở trên thông tin tuyển sinh thì có hết rồi, các bạn có thể tham khảo. Và chúng ta cũng có những kỳ thực tập hưởng lương tại các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh, ở trên địa bàn Gia Lai, hoặc là ở Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa. Hoặc chúng ta cũng có thể đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản và ở Đức. Ở ngay tại trường thì cũng có hai trung tâm đào tạo tiếng, đó là đào tạo tiếng Đức và đào tạo tiếng Nhật, miễn phí cho sinh viên của trường. Nên là nếu như các bạn đã có người thân bạn bè hoặc là có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về trường cao đẳng Gia Lai. Và điều cuối cùng cô muốn chia sẻ là chúng ta ngồi đây thì đi học là dựa trên những cái sức lao động, đúng không ạ? Những cái hy sinh, mồ hôi, công sức, khắc của bố mẹ. Bất kể cái bậc học nào chúng ta cũng có thể thành công nếu mà các bạn nỗ lực hết sức. Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay, cô mong là chúng ta sẽ có được những thông tin cực kỳ hữu ích và chúng ta sẽ nghiêm túc với cái quyết định tương lai của mình, bởi vì chọn nghề rất là quan trọng, chọn nghề chính là quyết định tương lai của các bạn. Một lần nữa thì sẽ chúc các bạn thành công trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thảo đã thảo luận trả lời nhanh để chúng ta